Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản 1.5 CVT. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 419 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City CVT 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City CVT 2019 này các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City CVT 2019 này các bạn nhé. Đây là cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài, phần sườn bên phụ đây ạ, sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều và rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau, từ cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này. Cụm đèn hậu rất mới, chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát thì cả các bạn nhé. Tất cả từ chữ này, logo này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn từ đằng sau này thì chúng ta thấy được là xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Màn hình Android rất là to, rất là đẹp. Dàn lốp còn rất dày luôn các bạn nhé. Là giang đúc mặt phay và dàn lốp còn rất là dày luôn này. Khóa thông minh, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Và nhìn từ phần ba đờ sốc trước thì các bạn thấy đây ạ, xe được trang bị đèn LED, đèn daylight ban ngày này. Cụm đèn pha cũng rất là mới, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là cụm đèn pha này. Đèn gầm thì đã được chủ xe độ là đèn bi. Đèn bi này, đèn xi nhan đây nữa này. Đấy. Từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo này đều rất là đẹp luôn này. Đấy. Rất là mới luôn các bạn nhé. Phần sườn bên lái, đây là cái phần sườn bên lái này. Từ keo chỉ này, các thứ là còn nguyên bản này, nước sơn zin còn rất là nhiều luôn. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Honda City 1.5 CVT 2019 này các bạn nhé. Chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì 7,97 lít. Nếu như chạy ngoài đô thị, tức là chạy đường trường, chỉ có 5,01 lít thôi quý vị các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái này. Từ keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi này rất đẹp luôn. Từ táp bi, táp lô đều rất là đẹp luôn này. Vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và ở phiên bản CVT này thì xe cũng đã được trang bị là cruise control rồi, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động này. Sang số thể thao trên vô lăng này. Nội thất là ghế da rồi các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 này, phiên bản 1.5 CVT. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn. Nội thất ghế da các bạn nhé. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái này. Từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa rất là đẹp này. Đấy, nội thất phía sau này thì cũng càng mới luôn. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là rất là mới này. Đấy, lót sàn rất đẹp luôn. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Và tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cốp sau, từ ốc cốp sau là nguyên zin này, chưa tháo này. Ốc cốp sau chưa có vết tháo này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên zin này. Keo chỉ nguyên zin luôn. Và cốp sau thì rất là rộng và rất là sạch sẽ này. Từ những cái phần nỉ cốp sau bạn thấy đấy ạ, đều chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Nỉ còn rất là đẹp luôn này. Đấy, lốp sơ cua này.
Đây là cái bộ đèn gầm nguyên bản, chủ xe độ đèn bi tháo ra bộ nguyên bản để ở đây đấy ạ. Đấy. Phải nói là rất là đẹp, một chiếc xe sedan hạng B số tự động, giá chỉ loanh quanh 400 triệu đồng thôi. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau, bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, đều rất đẹp và rất là mới. Nội thất bên trong đây, nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất là đẹp luôn, quý vị và các bạn nhé. Nhìn từ những cái bậc cửa này cũng rất là sạch sẽ rồi này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Táp bi rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và xe thì cũng đã được trang bị là đèn nổ start top rồi này. Màn hình Android mà chủ xe đã trang bị thêm này, màn hình OLED rất là to, rất là xịn luôn. Camera hành trình, camera lùi, đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Không còn thiếu một cái gì nữa luôn ạ. Đấy, nhìn là rất là mới này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City CVT 2019 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT hay còn gọi là tự động đấy ạ. Đấy, và ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn, chưa có vết tháo. Và động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, phải nói là một chiếc xe 2019 rất là đẹp luôn, 5 năm sử dụng rồi mà còn rất là mới và rất là bền bỉ như đây. Những chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản nói chung và những chiếc xe Honda nói riêng đều bền hết cả các bạn nhá. Đấy, đồ Nhật thì giống như ví như nồi đồng cối đá rồi, cho nên là quý vị các bạn yên tâm. Và ốc cabo này còn nguyên zin chưa tháo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết này. Đấy, ốc cabo chưa có vết tháo. Đấy, toàn bộ ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City 1.5 CVT sản xuất năm 2019 này các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả máy móc còn nguyên zin. Chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.